Hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 2021, thứ sáu tuần thứ tư mùa Phục Sinh năm lạ. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi Phaolô đến Antiochia thuộc xứ Pisidia, ông lên tiếng trong hội đường rằng: Thưa chư huynh, con cháu Abraham và những người kính sợ Thiên Chúa ở giữa chư huynh, lời cứu độ đó đã được rao giảng cho chư huynh. Những người cư ngụ ở Jerusalem và các thủ lãnh của họ đã không nhìn nhận Đức Giêsu và các lời tiên tri mà họ đọc mỗi ngày Sa-bát. Thế mà họ đã làm ứng nghiệm lời tiên tri khi lên án người. Và dầu không thấy nơi người lý do nào đáng phải chết, họ cũng xin Phi-la-tô cho giết người. Và khi đã hoàn tất mọi điều đã chết về người, họ đã tháo người xuống khỏi cây thập giá và mai táng người trong mồ. Nhưng Thiên Chúa đã cho người sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba. Và trong nhiều ngày, người đã hiện ra với những kẻ đã cùng với người từ Galilea lên Jerusalem. Bây giờ những kẻ đó là những chứng nhân của người trước mặt dân chúng. Phần chúng tôi loan báo cho chư huynh hay rằng lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta, Thiên Chúa đã làm hoàn tất cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Đức Giêsu sống lại như đã chép trong Thánh Vịnh thứ hai rằng: Con là con cha, hôm nay cha đã sinh ra con. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Con là thái tử của cha, hôm nay cha đã sinh thành ra con. Chính ta đã đạt vương như ta trên Sion, núi thánh của ta. Ta sẽ truyền rao thanh chi của Chúa. Chúa đã phán bảo cùng ta: Con là thế tử của cha, hôm nay cha đã sinh thành ra con. Con là thế tử của cha, hôm nay cha đã sinh thành ra con. Hãy xin cha, và cha sẽ cho con được dư dân làm phần sản nghiệp và cùng kiệt cõi đất làm gia tài. Con sẽ cai trị chung bằng cây gậy sao như bình thờ gôm, con đem nghiền nát chúng ra. Con là thế tử của cha, hôm nay cha đã sinh thành ra con. Giờ đây hỡi các vua, hãy nên hiểu biết, quân vương mặt đất nên giác ngộ, hãy kính sợ làm tôi Chúa và hân hoan mừng người, hãy khiếp run tỏ bày sự vâng phục Chúa. Con là thái tử của cha, hôm nay cha đã sinh thành ra con. Alleluia, alleluia. Chúa Kitô đã sống lại ra khỏi mồ, người đã chịu treo trên thập giá vì chúng ta. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi, Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Tôma thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Hôm nay lễ thánh Pio thứ năm, Giáo Hoàng, là con đường, sự sống. Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Gioan chương 14 câu 6. Suy niệm: Con đường có thể đẹp hay xấu, dễ hay khó, bằng phẳng hay gồ ghề, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng nhất là con đường ấy đưa bạn đi đến đâu. Em Eden. Đức Giêsu là con đường đưa ta đến đích điểm là Chúa Cha, đi vào thế giới của Thiên Chúa ba ngôi.
Cả con đường lẫn đích đến đều hội tụ nơi con người Giê-xu. Ngài là con đường đưa ta đến nước trời hạnh phúc, nhưng cũng chính là nước trời hạnh phúc ấy, Ngài đến trần gian mặc khải cho ta biết sự thật trọn vẹn về Thiên Chúa và con người. Đi theo đồng hành với Ngài trên con đường Giê-xu, ta có được sự thật toàn vẹn về Thiên Chúa, vui hưởng sự sống dồi dào của Thiên Chúa ngay trong cuộc đời này. Thế nhưng đừng quên rằng con đường mang tên Giê-xu là con đường thập giá, hy sinh quên mình. Chỉ có con đường thập giá ấy mới dẫn đưa ta đến sự sống viên mãn của Thiên Chúa. Mời bạn, tại sao một con đường rốt cuộc thu hẹp vào một điểm ở chân trời? Vì đó là nơi có điểm đến. Nhà văn Mỹ về Nazarian, điểm đến của đời bạn là hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi. Hiệp thông phần nào? Khi tại thế và trọn vẹn trong thế giới mai sau, bạn đã xác định rõ ràng điểm đến cuộc đời mình chưa? Bạn làm gì để hiệp thông với Ngài trong đời sống mỗi ngày? Sống lời Chúa, tôi tập sống hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi qua việc mỗi ngày chiêm ngắm Chúa Giê-xu trong sách Tin Mừng, Bí Tích Thánh Thể và nơi các sự kiện mỗi ngày. Cầu nguyện, lạy Chúa Giê-xu, Chúa là con đường đưa con đến hạnh phúc vĩnh cửu. Nơi Chúa, con được cảm nếm sự sống viên mãn, sự thật toàn vẹn. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hằng ngày. Tôi xin chấp nhận. Tại một bệnh viện trong thành phố Hiroshima bên Nhật Bản, một người đàn bà bị phóng xạ nguyên tử từ 30 năm qua đang lên cơn hấp hối. Bác sĩ chữa trị cho biết bà chỉ còn nhiều lắm là một hay vài giờ nữa là cùng. Theo thói quen tại Nhật Bản, người ta thông báo để người sắp chết cho biết ý muốn trong những giây phút cuối cùng. Bác sĩ vào phòng bệnh nhân và nói nhỏ với bà Akirame. Người đàn bà ngước nhìn về bác sĩ và dùng ngón tay trỏ viết vào lòng bàn tay trái của bà câu Akirame, nghĩa là tôi xin chấp nhận. Với tất cả bình thản, người đàn bà đã biến những giờ phút hãi hùng nhất trong cuộc sống thành một biến cố tự nhiên và thanh thản. Cuộc sống của chúng ta dường như được cấu tạo bằng nhiều vị khác nhau: đắng cay, chua xót, ngọt bùi. Gia vị là một điều cần thiết cho thức ăn. Người không thích cay đắng thì sẽ xem trái ớt, hạt tiêu là kẻ thù của khẩu vị. Người thích cay đắng thì lại tìm ra mùi vị thơm ngon của nó. Hoa nào cũng có mật đắng, nhưng loại ong khéo léo để chỉ hút mật ngọt. Thiên Chúa ban cho chúng ta một cuộc sống với muôn màu sắc và hương vị khác nhau. Chúng ta phải là loài ong đi tìm mật ngọt trong vườn hoa cuộc sống ấy. Nếu chỉ nhìn thấy mật đắng, chúng ta sẽ bỏ cuộc đầu hàng trong chán nản. Nếu biết biến báo, chúng ta có thể tìm được mật ngọt và biến những đắng cay chua xót thành mật ngọt và hương thơm. Sau khi đã đánh bại Đức Quốc xã và giải phóng Âu Châu, Churchill, Thủ tướng nước Anh đã tuyên bố không gì buồn thảm cho bằng một chiến thắng. Cảnh thu dọn chiến trường, cảnh kẻ khóc người cười, cảnh vợ mất chồng, cảnh cha mẹ mất con cái. Chiến thắng ngự trị trên tro tàn đổ nát. Dù vui với chiến thắng đến đâu, có ai mà không ngậm ngùi xót xa. Hôm nay 30 tháng 4 đánh dấu một trong những biến cố đau thương nhất của lịch sử dân tộc. Mỗi năm chúng ta có dịp ôn lại ngày lịch sử ấy. Mỗi người một tâm tình, nhưng dưới cái nhìn đức tin, người Kitô luôn được mời gọi để nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa. Với tất cả bình thản và lạc quan, chúng ta hãy thốt lên như thánh nữ Teresa hài đồng giữa cơn đau quằn quại trong thân xác và tâm hồn: tất cả đều là ơn Chúa. Tuyên xưng niềm tin vào Chúa quan phòng có nghĩa là chấp nhận mọi biến cố trong cuộc sống như một khởi đầu mới, một khởi đầu với những ân sủng dồi dào hơn. Với những kẻ Thiên Chúa yêu thương thì mọi sự đều quy về điều tốt. Còn tâm tình nào đúng đắn hơn trong ngày lịch sử này là cảm tạ và phó thác. Cảm tạ Chúa vì qua mọi biến cố, Chúa quan phòng luôn gìn giữ chúng ta và hướng dẫn chúng ta trên đường ân phúc của Ngài. Phó thác cho Ngài bởi vì Ngài luôn có mặt trong cuộc sống để biến tất cả những thất bại, đau khổ, đắng cay trong cuộc sống thành khởi đầu của một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bài trích sách lẽ sống.